Chào các bạn nha, Sơn vừa làm xong chiếc quay A nha các bạn, lên LED bullet. Có xài công tắc đó nha, khi mở đèn bullet thì mình sẽ gạt cái công tắc là sẽ sáng đèn bullet nha. Rồi gạt tắt đèn rồi. Đây là đó, bullet lắp hai bên lỗ mặt nạ trước của xe quay A. Rất là sáng nha, sáng lắm. Ở ngoài nhìn rất là sáng mà quy đeo này nó chưa không được rõ lắm. Quá đẹp luôn nha.